Hoàng Văn Tóc TV mến chào bà con và các bạn, rất vui khi gặp lại bà con và các bạn. Vâng, hôm nay Hoàng Văn Tóc TV sẽ gửi đến bà con và các bạn một video ngắn về hấp dầu tổng hợp siêu dưỡng chất. Hấp dầu tổng hợp siêu dưỡng chất có 4 điểm tối ưu: 1. Hấp nóng và hấp lạnh phục hồi tóc yếu khô sơ xù quéo trẻ ngọn. 2. Pha vô vữa nhộm được. 3. Dùng thay dầu xả khi hoàn thành nước số 1 và nước số 2 uống vữa nhộm. 4. Loại bỏ kiềm và cân bằng pH. Đó là 4 điểm tối ưu của hấp dầu tổng hợp siêu dưỡng chất nha. Hấp dầu này thì Giang tự nhiên cứu ra. Lý do Giang làm video này gửi đến anh chị em trong ngành tóc và những anh chị em ngoài ngành tóc. Trước đây Giang có làm 2 video hướng dẫn về cách pha chế hấp dầu tại nhà, thì có rất nhiều bà con ủng hộ và hỏi mua. Nhưng lúc đó Giang rất là bận nhiều công việc nên Giang không có thời gian mà để bán phục vụ cho bà con và các bạn. Nay Giang cũng có thời gian rảnh, sắp xếp được thời gian rảnh thì Giang sẽ làm để phục vụ cho bà con và các bạn. Bà con và các bạn nào có nhu cầu muốn mua hấp dầu của Giang về dùng thử thì hãy liên lạc với Giang qua số Zalo 0833 222 181. Giang sẽ hướng dẫn tư vấn cho các bạn pha vô uống vữa nhộm và phục hồi tóc yếu tận tình. Rồi Giang sẽ hướng dẫn tiếp về cho bà con và các bạn mua sử dụng tại nhà ha. Trước tiên Giang sẽ hướng dẫn về cách thay cho dầu xả ha. Thì bà con cứ gội đầu xong rồi thì bà con dùng một lượng nhỏ, tầm khoảng chừng 2 gói dầu xả, thì bà con thoa lên trên tóc và massage nhẹ tầm chừng 3 phút thì bà con xả lại là được. Kế tiếp Giang sẽ hướng dẫn cho bà con và các bạn hấp dầu tại nhà ha. Thì bà con và các bạn cứ gội đầu cho sạch, lau cho ráo khoảng chừng 60-70% nước ha. Rồi bà con dùng một lượng hấp dầu vừa đủ với cái tóc mình thoa lên cho đều. Rồi bà con kẹp tóc lên. Sau đó bà con nấu một miếng nước nóng pha ra cho ấm ấm. Rồi bà con để cái khăn bông vô. Rồi bà con dắt nước bỏ bớt. Sau đó mình chùm lên tóc mình. Và kế tiếp là bà con lấy cái bọc ni lông chùm tóc. Bà con chùm lên cho thật kín để 30 phút cho Giang. Rồi sau đó bà con tháo ra, bà con đi gội đầu lại bình thường ha. Tóc yếu thì bà con một tuần hấp một lần. Tóc trung bình bà con một tuần hấp hai lần. Tóc khỏe 3 tuần 4 tuần bà con hấp một lần nha. Giang chân thành cảm ơn bà con và các bạn đã nhín chút ít thời gian ra để xem video chia sẻ về hấp dầu tổng hợp siêu dưỡng chất. Bà con và các bạn có nhu cầu mua sản phẩm hãy liên lạc với Giang qua số điện thoại trên màn hình. Chân thành cảm ơn bà con và các bạn. Xin chúc bà con và các bạn vui vẻ, gia đình hạnh phúc, làm ăn được thuận lợi, đồng ngân được thăng tiến. Xin chào bà con và hẹn gặp lại.